giáo của Bangladesh chia sẻ bữa xả chay cho những người Hồi giáo nghèo. Đức Thánh Cha Francisco gửi những lời chúc tốt đẹp đến Đức Thượng Phụ Bartolomeo vào ngày lễ Thánh Bổn Mạng. Phụ nữ Kitô giáo chống lại bạo lực cho các quyền và phẩm giá. Tu viện Phật giáo của Bangladesh chia sẻ bữa xả chay cho những người Hồi giáo nghèo. Cộng đồng Phật giáo ở thủ đô của Bangladesh một lần nữa xuất hiện với cử chỉ kỳ diệu của sự hòa hợp giữa các tôn giáo, chia sẻ cho những người Hồi giáo nghèo bữa xả chay. Kể từ năm 2013, sáng kiến của tu viện Phật giáo Hamarajika ở khu phố Pasabo, thủ đô Hakha, đã góp phần vào sự thịnh vượng của một xã hội mà gần đây đã chứng kiến một cuộc nổi dậy của chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo nhằm vào các cộng đồng thiểu số. Vào lúc hoàng hôn, một hàng dài người chờ bên ngoài cổng tu viện, mỗi ngày từ 350 đến 400 bữa ăn được chuẩn bị, phân phối trong một hộp giấy. Bên trong có bánh kếp khoai tây, hành tan chiên bánh, bánh bao đậu lăng, những quả trà là, gạo nổ và siro đường ngọt. Theo các nhà sư, tháng chay thánh là cơ hội tốt nhất để giúp đỡ người Hồi giáo. Chương trình này được sáng kiến từ ý muốn của Thượng tọa Suhanando Mahathero, thẩm quyền cao nhất của đền thờ. Ông tin rằng nhân loại là mục đích cuối cùng của con người. Tu viện Phật giáo Hamarajika được thành lập vào năm 1951. Vị sư Karuna Hiku cho biết, mục đích là muốn thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với cộng đồng phần đông là người theo đạo Hồi giáo. Trong quốc gia này, mà Phật giáo chiếm dưới 1% trên tổng số 160 triệu cư dân. Đối với Sakina, một người phụ nữ Hồi giáo không có khả năng chi phí bữa ăn và thực phẩm do các nhà sư chia sẻ một cách độ lượng là một phước lành thực sự. Ở đây chúng tôi được chào đón trong sự tôn trọng, Sakina nói. Đức Thánh Cha Francisco gửi những lời chúc tốt đẹp đến Đức Thượng Phụ Bartolomeo vào ngày lễ Thánh Bổn Mạng. Theo Vatican Radio cho biết, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một lá thư viết tay đến Đức Thượng Phụ Bartolomeo thứ nhất, giáo chủ Constantinople, kèm theo bao nhiêu lời cầu chúc tốt đẹp trong ngày lễ quan thầy của ngài. Ngày 11 tháng 6, ngày lễ Thánh Tông đồ Thánh Bartolomeo, bổn mạng của ngài được cử hành tại các nhà thờ Đông Phương. Người Công giáo và chính thống có thể tiếp tục trên con đường hướng tới sự hiệp thông toàn diện, cùng hợp tác để thúc đẩy hòa bình và đối thoại ở mọi cấp độ, Đức Thánh Cha viết. Nhắc lại chuyến đi gần đây tới Ai Cập, Đức Thánh Cha Francisco đã viết những gì họ đã chia sẻ về niềm tin nhân chứng Kitô hữu đã được dâng hiến bởi tình liên đới huynh đệ sẽ là một dấu hiệu của hy vọng và sự an ủi cho cả thế giới. Phát biểu với Đức Thượng Phụ là người anh em yêu dấu của mình trong Đức Kitô, Đức Thánh Cha đã nhớ lại một lời của một bài thánh ca chính thống. Với giáo hội, ngài đã xuất hiện như một vị sao mai tuyệt vời, với những lời dạy của ngài như tia sáng và những phép lạ diệu huyền. Ngài đã soi sáng cho những ai ngợi khen Chúa, vị tông đồ của Chúa, ôi thánh thiên Bartolomeo. Phụ nữ Kitô giáo chống lại bạo lực cho các quyền và phẩm giá. Bà Maria Handa là một người Kitô hữu và là nhà hoạt động xã hội ở Bangladesh cho hãng tin Fides biết. Phụ nữ ở Bangladesh bị bạo lực suốt đời và chính điều này ngăn cản họ nhận ra phẩm giá cũng như nhân quyền của mình. Phục lụy hàng ngày cản trở họ hấp thụ giáo dục, việc làm và những cơ may cho cuộc sống. Bạo lực đối với phụ nữ ở Bangladesh có nguồn gốc sâu xa trong bối cảnh lịch sử, văn hóa và chính trị. Cũng như các cơ chế của chính phủ, các tổ chức xã hội và luật pháp đã tiếp tay cho tình trạng này còn kéo dài. Lĩnh vực của nạn bạo lực đối với phụ nữ ở Bangladesh bao gồm bạo lực của người phối ngẫu, bạo lực gia đình, lạm dụng trẻ vị thành niên, quấy rối tình dục, hôn nhân sớm, buôn bán người, tử vong trẻ sơ sinh, giết người và bạo lực do yêu sách của hồi môn, bà Handa khẳng định. Tham dự một cuộc hội nghị gần đây tại Dhaka do Hội nghị Kitô hữu châu Á tổ chức với sự hợp tác của Hội đồng Giáo hội Bangladesh, nhiều nhà hoạt động trong xã hội dân sự và các cộng đồng Kitô giáo địa phương kêu gọi chính phủ áp dụng luật để chấm dứt bạo lực giới ở nước này. Nhiều chính sách và dịch vụ của chính phủ tiếp tục phản ánh xu hướng chủ nghĩa phân biệt giới tính. Mặc dù vậy, có sự bảo vệ pháp lý đối với các hình thức bạo lực khác nhau, nhưng hệ thống pháp luật vẫn cần phải vượt qua những rào cản ngăn trở cải cách, bà nói. Bà nói thêm, ngay cả các định chế và các chuẩn mực tôn giáo củng cố mối quan hệ giới không bình đẳng và gây ra bạo lực đối với phụ nữ.
Các cộng đồng Kitô hữu ở Bangladesh dự định ủng hộ những sáng kiến đại kết của phụ nữ để ngăn chặn bạo lực, bao gồm tổ chức các phụ nữ đại kết hành động chống lại bạo lực, gọi tắt EWAV. Bà Sunila Amra, người đứng đầu EWAV, nói với hãng tin Fides, không thể có hòa bình ở các nước châu Á nếu bạo lực đối với phụ nữ vẫn tiếp tục. Trận chiến này không phải là nữ quyền hay hệ tư tưởng, nó liên quan đến luật pháp và nhân phẩm. Nhiều người trên khắp thế giới làm việc để thúc đẩy quyền của phụ nữ. AWAV cũng nhắc lại mục tiêu của Liên Hợp Quốc về phát triển bền vững bao gồm bình đẳng giới và thăng tiến phụ nữ.